Trước mặt anh em đây là Naruto kết hợp với người cá này anh em. Naruto cá này, chúng ta có Zenitsu cá này, chúng ta có Obalai cá này và chúng ta có Kirito. Đây là một trong số rất là nhiều những cái nhân vật mà được cá hóa trong tựa game X-Fist mới ra mắt hôm qua hôm qua thì phải. Một con game rất là thú vị và hấp dẫn, Ugi nữa này. Nhìn cực tấu luôn anh em ạ. Nếu mà anh em nào đã từng chơi cái dòng game này thì cũng rất là quen thuộc thôi. Đấy, chủ đề của ngày hôm nay nó là đa vũ trụ anime anh em ạ. Ở game này thì nó sẽ thuộc đa vũ trụ anime. Game có cái cách chơi rất là giải trí anh em nhé. Naruto này, vừa nãy mình gacha được mấy cái nhân vật đỏ. Nói đến cái phần gacha thì mình vào gacha cho anh em xem tí nhỉ. Đây, cái gameplay của con game này thì nó cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thôi anh em nhé. Nó sẽ kết hợp với cái yếu tố turn-based và cái con chuột của anh em click vào màn hình để mà cùng chiến đấu với cái đội hình. Nó sẽ có một cái nhân vật dạng hỗ trợ em nhé. Chúng ta sẽ click vào màn hình. Ngoài ra thì nếu mà anh em không muốn click thì anh em có thể là sử dụng cái vật phẩm ở đây để mà chúng ta có thể là auto click màn hình để chiến đấu em ạ. Thì cái kiểu game này thì nó cũng đã có ở thị trường Việt Nam chúng ta vài game rồi, cũng rất là hay và cuốn hút em nhé. Để xem nào, trong phần túi của mình vào mình gacha cho anh em tí. Hiện tại thì vẫn là đang thiếu nhân vật xịn anh em ạ. Đây là triệu hồi này. Game nó cho khá là nhiều vé anh em nha. Anh em có thể là đây đâu. Goku anh em ạ. Goku UR này. Rồi, Nico Robin này. Ok, ở đây còn thêm ít vé nữa. Link fanpage và link group anh em có thể là click dưới phần mô tả của video để mà truy cập vào và update thông tin về game. Có cái việc mà tải game thì anh em có thể. Ui, có cả Saitama luôn anh em. Saitama ở đây nó là cá voi anh em ạ. Ây da, Saitama nhìn cá voi luôn anh em nhá. Rất là thú vị luôn. Link tải thì sẽ có trên Android, trên iOS. Ui, ma nó chất vậy. Phát nữa này. Anh em muốn chơi con game ở trên giả lập thì vẫn chơi được bằng cách tải giả lập bằng link dưới phần mô tả của video. Rồi ok. Chúng ta đã có một cái đội hình mới này. Đội hình đây rồi. Mình sẽ bỏ Yugi đây này, mình sẽ bỏ Lasu này. Lasu đây là đỏ, không, Lasu là cam. Mình sẽ bỏ Goku vào và Saitama vào. Saitama nó là tanh cho nên trước. Naruto ở đây nó là sát thủ. Có tanh ở đây là đấu sĩ này, cho Ichigo lên cũng được. Đấy, thú vị nha. Tanker. Rồi. Và đây là cái đội hình của chúng ta. Anh em lưu ý là khi mà sắp xếp đội hình thì anh em cũng phải để ý cái tăng phúc nữa anh em nhé. Ở đây mình đang kích hoạt được 3 tướng Udon có sinh lực cộng 10% và công cộng 10%. Yaki, Miyu, Sushi. Ai da. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đột phá này. Nâng cấp nhân vật em nha, để tí xem Saitama đấm đá thế nào em ạ. Không biết có ăn hit ăn kill hay không. Lên level 100 hết đá mất rồi, hết đá nâng cấp mất rồi. Cứ tạm thời là nâng cấp lên level 100 đã anh em nha. 200, 600 nên được không đủ, lên được 300 em ạ. Khi mà chúng ta sở hữu được nhân vật mới, chúng ta có thể là vào và kích cái điểm của nó lên để mà nhận cái vật phẩm quà tặng em nhé. Rồi. Ngoài ra thì game cũng sẽ có cái rương cho anh em mở, và rương này có cái tỷ lệ cho anh em ra nhân vật UR và rất là nhiều những cái vật phẩm khác. Đa vũ trụ anime nên là hầu như tất cả những cái bộ anime hiện tại có thì đều có trong con game này. Để xem là ở trong cái phần tướng của chúng ta có cái phần thư viện đây này. Đây thư viện nha. Nó chia làm các cái bên khác nhau này. Chúng ta có Naruto Mecha gọi. Ủa, ô lại còn có cái của Mecha này nữa cơ à. Tatsumaki hàng Nga này. Tatsumaki trong 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 Marvel này anh em. Ôi, Kaido Mecha xịn vậy. Kaido Ngưu Ma Vương này. Ô lắm nghe hay phết nhỉ. Xịn của nó phết đấy anh em ạ. Cực đẳng cấp luôn này. Ở đây chúng ta có những cái nhân vật nó rất là mới lạ và thú vị. Goku Mecha. Ôi Loki này. Đây là trang phục à. Vách tưởng Gozo Doctor Strange. Saitama Đường Tăng. Ôi con game này được đấy. Con game này mình thấy là nó thú vị và hấp dẫn nhất trong cái dòng game kiểu kiểu biến đổi đa vũ trụ dạng như này, dạng kiểu cá đấy, người cá đấy. Mình thấy đây là con game rất là thú vị và nó có cái điểm mới lạ này. Gacha thì nó sẽ cho anh em mảnh, và mảnh nó em có thể là nâng xa lên được.
dòng game này ở thị trường Việt Nam của chúng ta cũng có mấy game rồi, nhưng mà đây là cái con game mà mình thấy thú vị và nó có cái điểm nhấn với các cái nhân vật rất là mới lạ và thú vị và rất là đẹp mắt anh em nha. Nó là link tải dưới phần mô tả của video anh em nha, tải về và trải nghiệm. Game này vào nó cho rất là nhiều quà anh em ạ. À mà lưu ý là game này video này thì mình còn review luôn cả bộ cốt cho anh em nữa. Game này có sẽ có cốt dùng chung, thế bảo ngon lắm, ngon vừa mà. Rồi, khi mà chúng ta tích đủ cái điểm của nó nha. Có cái điểm có cái đá tăng bậc và cho thêm vàng nữa em ạ. Đột phá này. Đây, đây đấu với đội hình mới của chúng ta thì sẽ có được cái gì? Để xem là có được cái gì nào. Chiến đấu này. Này cứ để cho nó đấu thôi anh em nhá. Cái người dạng kiểu main hỗ trợ của chúng ta thì khi mà nó sẽ click vào màn hình như này. Nó sẽ click vào màn hình và gây sát thương khá là cao. Nhìn kiểu này nó giống như kiểu là sát thương chính đến từ cái bàn tay này vậy. Đi khám phá một xíu cái đấu trường. Đây là trang bị nha anh em, nâng cấp trang bị này, Saitama lên này. Tuy thế thì để mà nâng cấp được thì nó tốn rất là nhiều vàng em ạ. Vượt tháp này, chiến đấu này. Rồi, Ichigo. Lưu ý là với cái chế độ những cái hoạt động ở trong game, ví dụ như leo tháp chẳng hạn hay là đi đấu trường chẳng hạn, thì nó sẽ không có cái người hỗ trợ đâu anh em nhé, mà chúng ta sẽ tự lực cánh sinh với cái đội hình mà anh em đang có với 5 nhân vật: Zenitsu, Goku, Naruto, Saitama và Ichigo. Đây là đội hình hiện tại của mình, đội hình đỏ. Tăng tốc X2 và chúng ta có thể là skip qua được. Khi mà đủ cái thanh nộ ở đây thì nó sẽ trả chiêu Unimate. Tăng tốc X2 thì hay hơn anh em ạ, X1 hơi chậm. Đó, Zenitsu này. Lên được cái tầng cao cao một tí, mình vừa vào trải nghiệm xong, quấn phết. Con này giải trí cực hay nha, cái dòng game màn hình dọc này thì nó rất là phù hợp cho những anh em nào lười theo cái kiểu là nó là ngang màn hình ra ấy, mà dọc màn hình này vuốt tay nó cũng rất là hay này. Rồi, sinh lực 10%, 15% là tối đa này, với đại công 15% nữa là hay hơn. Rồi, skip qua thế nào, để xem còn những cái hoạt động nào nữa không nào. Đấu trường của nó vẫn chưa mở à, đấu trường lười biếng này. Những cái hoạt động này chúng ta cần phải đi đi neo cái ải đã anh em nhá. Cái ải này cứ để nó auto thôi. Đang có cái sự kiện Labubu gì đó. Ở cái sự kiện này thì chúng ta có thể là nhận được Labubu thật anh em nhá. Thu thập cái vật phẩm thẻ Labubu và tiến hành mở vật phẩm. Vật phẩm sẽ mở ngẫu nhiên ra cái thẻ Labubu bất kỳ. Thu thập đủ 6 thẻ Labubu để nhận cái quà hấp dẫn từ nhà phát hành em nhá. Đấy, đây là Labubu thật anh em ạ. Còn cái vé này thì anh em có thể kiếm ở đâu? Cái vé này hiện tại mình đang có 3 cái vé anh em nhá. Cái vé này thì anh em có thể là kiếm ở trong cái phần sự kiện nè. Đây, cái sự kiện mở rương đây anh em, nó có cái thẻ Labubu Ranzoom này này. Ngoài ra thì nó sẽ có ở trong cái sự kiện đó là chiến lệnh nữa. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm ở các cái gói đặc biệt của con game này. Đấy, tham gia ngay để mà nhận cho mình cái nhân vật Labubu rất là hot hiện tại anh em nhá. Thì quay anh em ạ. À, có rương đồng này. Đang cho rất là nhiều quà. Anh em nhớ lên cái fanpage của nó để mà update các cái sự kiện tặng quà em nhá. Có gift code cho anh em. Để mà kiếm và nhập code thì anh em có thể là truy cập vào website đó là gift code gc.nangcadaichien.vn, viết liền không dấu em nhá. Sau đó thì anh em có thể là xuất hiện ra cái giao diện này. Anh em ấn cái từ đăng nhập để đăng nhập cái tài khoản mà anh em đang chơi cái tựa game Xfist đó. Sau khi đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện ra các cái code mà chúng ta có thể là đổi được. Ngoài ra là nó xuất hiện luôn cả những cái sự kiện của game này nữa để mà nhận code nữa anh em nhá. Thì anh em nào tham gia nhận cái sự kiện code gọi đây là gọi cái code riêng em ạ, mỗi người một cái code này, thì em có thể là click vào từ xem thêm để mà tham gia ngay cái sự kiện này nhận code cho mình. Còn ở đây thì nó sẽ có những cái code dùng chung, anh em chỉ cần ấn cái từ đổi, sau đó thì ấn cái từ tiếp tục để mà nó gửi code vào thư cho anh em nha. Sau đó chúng ta quay trở lại với game và ở đây nó có cái phần thư dấu gạch ba gạch ngang, sau đó ấn phần thư này, sau đó thì nhận quà cho mình ở cái phần gift code này. Đấy, rất là đơn giản là như vậy thôi anh em nhá. Rồi dành cho những anh em nào mà chơi tài khoản khách mà không biết liên kết ấy, anh em có thể là click ngay vào phần cài đặt này. Ở đây nó có cái từ đó là Databot này. Ở đây nó có cái từ tài khoản này.
thì anh em sẽ liên kết cái tài khoản của anh em vào, nó đưa cho anh em bắt nhập cái số điện thoại rồi là email rồi là mật khẩu vào, là chúng ta có thể là liên kết để mà đăng nhập tài khoản vào cái web nhập cốt con game này anh em nhá. Đấy, đơn giản là thế thôi. Quả lạp đầu của con game này đúng rồi, nó khá là ngon anh em nhá. Vừa nãy mình ấn cái từ lạp đầu mất rồi. Quả lạp đầu của nó để xem nào. Vừa nãy nó đã cho mình một con tướng gì đó này. À, Luffy Gear 5 đúng rồi. Đây, đây là Luffy Gear 5 anh em nhá. Nó cho Luffy Gear 5 UR đây. Đó, nó cho Luffy Gear 5 ở cái quả lạp đầu, nên là anh em nên nạp cho mình cái quả lạp đầu để mà nhận những cái phần quà xịn sò nhất. Ở đây thì lạp đầu nó sẽ còn nhiều loại nữa này. Đây là những cái gói quà lạp đầu của nó này. Chúng ta có thể là nhận thêm được 10 cái mảnh Luffy Gear 5. Đó. Sau đó thì nhận thêm được 10 mảnh Luffy Gear 5 nữa nếu mà anh em nạp tiếp. Đây, nó sẽ có 5 lượt để mà nạp. Anh em có thể là nhận được Luffy Gear 5 rất là mạnh. Để xem nào. Luffy Gear 5. Đây rồi. Lưng sao 30 sao, à 30 mảnh. Chúng ta sẽ có được 3 sao em nhé. Đấy, cái quà lạp đầu rất là ngon đây anh em chiếm cho mình. Ok, và đó là toàn bộ cái video của mình trải nghiệm về con game X-Fish, một cái con game đa vũ trụ anime chủ đề gọi là người cá, rất là hấp dẫn và thú vị. Đặc biệt là con game này sở hữu những cái nhân vật rất là mới lạ và đỉnh cao em ạ. Xịn thực sự luôn đấy. Đây là một con game rất là đáng trải nghiệm đối với những anh em yêu thích cái dòng game này. Sau khi mà anh em trải nghiệm con game này, xem video con game này và thấy những cái nhân vật rất là đỉnh cao trong cái con game này, thì anh em hãy comment xem là nhận xét của anh em về tựa game, xem con game có OTK hay không, có đáng trải nghiệm, có đáng chơi, đáng gắn bó lâu dài hay không. Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Và bây giờ thì tạm biệt anh em và chúc anh em có những phút giây thư giãn bên X-Fish.